Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Vietnam TV. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev và các thành viên chính phủ vừa thông báo từ chức vài giờ sau khi Tổng thống Vladimir Putin công bố kế hoạch sửa đổi hiến pháp. Thủ tướng Medvedev đã đưa ra quyết định này trên truyền hình nhà nước. Ngồi cạnh ông là Tổng thống Vladimir Putin, người đã nói lời cảm ơn Thủ tướng, đồng thời là đồng minh lâu năm vì những cống hiến của ông Quyết định được đưa công bố chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Vladimir Putin thông báo ý định cải cách hiến pháp, trao thêm quyền lực cho quốc hội, bao gồm cả quyền lựa chọn thủ tướng. Thủ tướng Medvedev đã nói rằng Tổng thống đã liệt kê ra một số thay đổi cốt lõi đối với hiến pháp, những thay đổi quan trọng không chỉ về số lượng điều khoản trong hiến pháp mà còn đối với cán cân quyền lực. Vì vậy, rõ ràng là tôi và cả nội các phải hỗ trợ Tổng thống có cơ hội đưa ra những quyết định quan trọng trong những điều kiện như thế này, tôi tin rằng có thể tuân theo điều 117 của hiến pháp mà từ chức. Trang tin CNN đã dẫn lời ông nói, Tổng thống Vladimir Putin đã nói rằng ông hài lòng với thể hiện của chính phủ và cho biết Thủ tướng sẽ giữ vị trí mới trong Hội đồng an ninh. Cụ thể, ông Medvedev sẽ là nhân vật số 2 trong hội đồng này, trong khi người đứng đầu sẽ là ông Putin. Tổng thống Nga cũng yêu cầu nội các hiện tại tiếp tục công việc của họ cho đến khi những người mới được bổ nhiệm. Theo tờ Moscow Times, ứng viên tiềm năng cho vị trí thủ tướng bao gồm thị trưởng Moscow Sergei Sobazin, Bộ trưởng Kinh tế Maxim Oreskin và Bộ trưởng Năng lượng Alexander Novak. Ông Medvedev giới chức thủ tướng từ năm 2012. Trước đó, ông làm Tổng thống Nga từ năm 2008 đến năm 2012. Theo tờ New York Times, trong thời gian giới chức Tổng thống, ông Medvedev không phải luôn hòa thuận với ông Putin, dẫn đến ông Putin sau đó đã lần lại một vài chính sách của ông Medvedev. Phát biểu trong thông liệp liên bang lần thứ 16 vào hôm 15 tháng 1, ông Putin một lần nữa đồng ý với việc giới hạn số nhiệm kỳ Tổng thống, mà một người có thể giữ là hai đồng nghĩa với việc ông không tìm kiếm nhiệm kỳ Tổng thống thứ ba liên tiếp. Dù vậy, báo chí phương Tây nhận định đề xuất về việc trao cho Hội đồng Nhà nước một tư cách trưởng hiến pháp tăng quyền lực cho cơ hội có thể là một cách để ông Putin tiếp tục có ảnh hưởng sau khi từ chức. Trang tin Guardian đã nhận định, Thủ tướng sắp đầu bổ nhiệm có thể hé lộ ai là người kỷ niệm ông Putin trong vị trí Tổng thống. Dù vậy, ít người kỳ vọng Tổng thống sẽ rút lui hoàn toàn khỏi chính trường hay là Tổng thống tiếp theo sẽ có quyền lực lớn như ông. Ông Medvedev đã có 3 thập kỷ gắn bó với Tổng thống Putin, từ những ngày là một phiên chức nhỏ tại Saint Petersburg vào thập niên 1990 tới khi cùng ở trên đỉnh cao quyền lực nước Nga. Dmitry Medvedev sinh ngày 14 tháng 9 năm 1965 tại thành phố Leningrad dưới thời Liên Xô, nay là thành phố Saint Petersburg của Nga. Ông Medvedev tốt nghiệp khoa luật trường Đại học Quốc gia Leningrad và sớm bắt đầu sự nghiệp chính trị tại thành phố quê hương. Từ năm 1991 đến năm 1996, Medvedev làm việc với tư cách chuyên gia pháp luật tại ủy ban quan hệ quốc tế irc tại hội đồng thành phố saint petersburg dưới sự lãnh đạo của vladimir putin thời gian làm việc tại saint petersburg đã tạo dựng nền tảng cho mối quan hệ giữa cặp đôi putin và medvedev kéo dài ba thập kỷ sau đó khi bắt đầu nổi lên trên chính trường nga và đưa tổng thống nga khi đó là boris Yeltsin trọng dụng ông putin đã kéo theo medvedev từ saint petersburg về moscow vào năm 1999, sau khi chính thức trở thành Thủ tướng Nga dưới thời ông Yeltsin, ông Putin bổ nhiệm ông Medvedev làm phó dãnh văn phòng Thủ tướng. Trong hai nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên của ông Putin, ông Medvedev được sao đảm nhận nhiều vị trí quan trọng như điều hành tập đoàn dầu khí Gazprom, tránh văn phòng Tổng thống Nga và từ năm 2005 giữ chức phó Thủ tướng thứ nhất. Vào năm 2007, ông Medvedev được lựa chọn là ứng cử viên của Đảng nước Nga thống nhất tham gia tranh cử Tổng thống trong cuộc tổng tuyển cử năm 2008. Vào năm 2008, dưới sự ủng hộ của ông Putin, Dmitry Medvedev chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử và trở thành Tổng thống thứ ba của nước Nga trong khi cựu Tổng thống Putin giữ chức Thủ tướng. Nhiều chuyên gia nhận định việc khoán đổi vị trí như thế này là bước đi của ông Putin nhằm sửa đổi hiến pháp, tạo điều kiện cho ông Putin trở lại nắm quyền 4 năm sau đó. Trên cương vị Tổng thống Nga, ông Medvedev đã xây dựng hình tượng một nhà lãnh đạo cởi mở, tự do và hướng về phương Tây nhiều hơn so với người tiền nhiệm. Ông Medvedev cũng mạnh tay trả nắp nạn tham nhũng vốn hoành hành tại nước Nga. Trong một thời gian ngắn, một số chính trị gia phương Tây đã cho rằng ông Medvedev thực sự sẽ đưa nước Nga rẽ dàng hướng đi khác so với 8 năm dưới thời Putin. Sau khi hiến pháp Nga được sửa đổi dưới thời Tổng thống Medvedev, cho phép một cá nhân được đảm nhận cương vị tổng thống nhiều hơn hai nhiệm kỳ. Ông Putin đã trở lại vị trí tổng thống vào năm 2012. Kể từ đó cho đến tháng 1 năm 2020, ông Medvedev liên tục giữ vị trí thủ tướng trong chính quyền của ông Putin. Ông Medvedev được báo chí Nga nhắc tới như là một chính trị gia tích cực tham gia các hoạt động thể dục thể thao, có sở thích bơi lội và tập thể hình. Trong ảnh là tổng thống Putin và thủ tướng Medvedev cùng thực hiện các bài tập trong phòng thể hình từ năm 2015. Trái với Tổng thống Putin, ông Medvedev là người yêu thích các sản phẩm công nghệ, trong đó có loại máy ảnh và điện thoại thông minh. Truyền thông Nga cho biết ông Medvedev có sở thích chụp ảnh, đặc biệt là thể loại phong cảnh thiên nhiên. Ngày 15 tháng 1, ông Medvedev tuyên bố từ chức khỏi vị trí thủ tướng cùng toàn bộ các thành viên chính phủ. Quyết định được công bố chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Putin thông báo ý định cải cách chiến pháp trao thêm quyền lực cho quốc hội, bao gồm cả quyền lựa chọn thủ tướng. Tổng thống Putin cho biết, ông Medvedev sẽ giữ vị trí mới trong Hội đồng An ninh. Cụ thể, ông Medvedev sẽ là nhân vật số 2 trong hội đồng này, trong khi người đứng đầu là ông Putin. Ngay sau khi chính phủ Nga tuyên bố giải tán, Tổng thống Putin đã ngay lập tức đề cử thủ tướng mới thay thế ông Medvedev. Người đứng đầu cơ quan thuế Liên bang Nga, ông Mikhail Mishustin, đã chấp nhận đề cử của Tổng thống Putin để trở thành thủ tướng mới của nước này, thay thế ông Medvedev vừa từ chức. Theo trang tin Sputnik, người phát ngôn của Duma Quốc gia, tức là Hạ viện Nga, ông Sergei Nevarov cho biết rằng quốc hội sẽ nhóm họp vào ngày 16 tháng 1 để xem xét đề cử đối với ông Mikhail Mishustin cho vị trí thủ tướng. Chúng tôi sẽ mở họp vào ngày mai, đúng 9 giờ sáng. Chủ đề của cuộc họp là đề cử cho chức vụ thủ tướng do lãnh đạo của chúng tôi. Tổng thống Vladimir Putin đề xuất cần phải phê chuẩn đề cử này càng nhanh càng tốt vì thủ tướng sẽ phải thành lập một đội các mới tất cả các nhiệm vụ được tổng thống vạch xa trong bài phát biểu trước quốc hội đòi hỏi một giải pháp nhanh chóng ông nevrov nói ông Mikhail Mishustin năm nay 53 tuổi có bằng tiến sĩ kinh tế và đã trải qua một sự nghiệp kéo dài trong chính phủ ông cũng từng có công việc kinh doanh riêng ông trở thành người đứng đầu cơ quan thuế liên bang kể từ năm 2010 Mishustin là ứng cử viên xứng đáng cho vị trí thủ tướng. Ông ấy là một chuyên gia lớn, người đã chứng tỏ hiệu quả làm việc trong thực tế. Ông Nikolai Zuralev, phó chủ tịch hội đồng liên bang, tức là thượng viện nga cho biết, ông Mishustin cũng được ca ngợi ở cả phương tây. Tờ báo Financial Times năm ngoái nhận định ông đã tạo ra tương lai của ngành quản lý thuế bằng việc xây dựng một hệ thống số hóa thời gian thực, cho phép phát hiện các lỗi và gian lận, đồng thời tăng đáng kể doanh thu cho nhà nước Trước đó, vào ngày 15 tháng 1, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cùng các thành viên chính phủ đã tuyên bố từ chức sau bài phát biểu thông điệp liên bang của ông Putin, trong đó đề xuất nhiều thay đổi quan trọng đối với một số điều khoản của hiến pháp. Ông Putin muốn giảm bớt quyền hạn bổ nhiệm của Tổng thống và cho phép quốc hội có vai trò lớn hơn trong việc bổ nhiệm các quan chức chính phủ. Ông cũng đề xuất cấm các quan chức cấp cao, cao có hai quốc tịch hay là giấy phép cư trú tại nước ngoài. Tổng thống Vladimir Putin đã đề xuất việc tăng cường quyền lực cho cơ hội, cải tổ hội đồng nhà nước, cơ quan thẩm vấn của Tổng thống. Theo tờ Washington Post, đồng thái trên hé lộ kế hoạch của ông Putin sau khi rời khỏi quyền lực vào năm 2024. Phát biểu trong thông liên bang lần thứ 16 vào hôm 15 tháng 1, ông Putin lần nữa đồng ý với việc giới hạn nhiệm kỳ Tổng thống mà một người có thể giữ là hai, đồng nghĩa với việc ông không tìm kiếm nhiệm kỳ Tổng thống thứ ba liên tiếp, theo trang Sputnik News bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại